Rất vui được gặp lại quý tín giả trong điểm tin giải trí ngày 8 tháng 2. Chương trình có nội dung sau, Ngọc Mai từ chối trả lời về tin đồn từng kết hôn, Á hậu Hoàng Mi công khai bạn trai, hàng loạt khán giả ra bán lại vé concert Hải Anh Tuấn. Ngày 7 tháng 2, áo hậu Hoàng Mi đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt, cùng dòng trạng thái Will you be my valentine? Tạm dịch, anh có muốn trở thành valentine của em không? Người đẹp công khai bạn trai nhưng chưa muốn chia sẻ cụ thể. Hoàng My nói, tôi cũng nghĩ tại công khai nhưng chưa biết nói gì thêm vào lúc này. Ở phần bình luận, cô nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp bạn bè như Mai Phương Thúy, Kim Duyên, Hoàng My vốn kín tiếng chuyện đời tư. Sau nhiều năm, đây có thể coi là lần đầu tiên cô tiết lộ chuyện tình cảm trước công chúng ngày 7 tháng 2, hàng loạt diễn đàn chia sẻ loạt ảnh được cho là lễ cưới của Osen Ngọc Mai. Trong hình Ngọc Mai mặc áo dài và cầm bó hoa cưới, tuy nhiên chú rể trong hình lại không phải là quốc nghiệp. Tên cô dâu chú rể trên cổng cưới cũng là Tô và Mai. Ngọc Mai cùng chú rể thậm chí chụp nhiều hình với khách mời, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy và cố nhạc sĩ Nguyễn Hành Chín. Cộng đồng mạng cũng tìm ra một số bài viết đăng từ ngày 9 tháng 12 năm 2013 của người được cho là họ hàng hoặc bạn bè với Ngọc Mai. Người này đăng ảnh Ngọc Mai chụp cùng người đàn ông lạ mặt. Chú thích của hình ảnh là Bà chị tôi sắp lên xe hoa, vậy là sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Điều đó làm giấy lên thông tin Osen từng tổ chức lễ cưới trước khi gặp gỡ quốc nghiệp. Đại diện của Ngọc Mai cho biết không quan tâm đến vấn đề này nên từ chối trả lời. Trong khi đó, đại diện của quốc nghiệp nói, chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định, chúng tôi sẽ thông tin đến mọi người sau. Là một trong những khách mời xuất hiện ở loạt ảnh cưới, nghệ sĩ nhân dân Tạ minh tâm xác nhận anh từng tham dự lễ cưới của Ngọc Mai. Anh cho biết lễ cưới diễn ra cách đây khoảng 10 năm ở một nhà hàng. Vì buổi lễ diễn ra đã quá lâu nên anh không thể nhớ rõ chi tiết cũng như thời gian, địa điểm cụ thể. Năm nay live concert trên trời rực rỡ The Glorious Horizon của Hải Tuấn sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Kitaro cũng đã được thông báo là cháy vé từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người bất ngờ khi hàng loạt khán giả thông báo nhu cầu bán lại vé đêm nhạc. Số lượng vé được giao bán lại ngày càng tăng trên khắp các hội nhóm mạng xã hội trên chính fanpage của ban tổ chức. Người có nhu cầu mua lại tương đối ít, điều này đặt thắc mắc về khâu bán vé và thông tin cháy vé của chương trình. Nhiều người đăng bài trên các hội nhóm để bán vé và sẵn sàng bán với giá vé rẻ hơn giá gốc. Trong một nhóm có tên chuyển nhượng vé Hà Anh Tuấn, không ít tài khoản đang bán vé hạng Horizon với giá 7 triệu đồng một cặp, trong khi giá gốc hạng này là 8 triệu đồng một cặp. hi hữu có những tài khoản bán 5 triệu đồng một cặp vé Horizon rẻ hơn 3 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết sẽ tổng hợp nhu cầu sở hữu, bán lại cũng như hỗ trợ giao dịch của khán giả theo hình thức gửi tin nhắn về fanpage. Ngày 7 tháng 2, fanpage Trấn Thành đăng ảnh chụp cùng đoàn phim bỗng dưng trúng số, gồm nam diễn viên Park Kyung Tae, nam chính Go Kyung và Lee Yi Kyung, cùng nhiều diễn viên thành viên thuộc ekip. Trên dòng trạng thái, Trấn Thành cho biết vinh dự khi được đón tiếp các đồng nghiệp Hàn Quốc, hy vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai. Một nguồn tin trong giới làm phim xác nhận Go Kyung và ekip đến Việt Nam, chủ yếu du lịch kết hợp giao lưu một số đơn vị, nhà phát hành trong đời của Trấn Thành. Trước đó một số bức ảnh, video Go Kyung Pio bên khán giả trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bình luận mong muốn có dịp gặp tài tử. Trong MV cưới ở Hà Giang, ca sĩ Hà Lê nói xem vợ, biên đạo Gia Linh kém anh 13 tuổi là bạn thân nhất, hứa suốt đời yêu cô. Ở video ra mắt ngày 7 tháng 2, ca sĩ dùng lời ca khúc ở trọ của chị Công Sơn bày tỏ với vợ. Xin cho về trọ gần nhau, mai sau dù có ra sao cũng đành. Anh nói luôn xem vợ là người bạn thân thiết nhất, là người yêu tuyệt vời. Gia Linh tự nhận cô có tính cộc cằn, khó chịu nhưng may mắn gặp được người luôn yêu thương, chấp nhận và ủng hộ cô mọi lúc. Hôm 5 tháng 2, họ tổ chức tiệc cưới tại một resort ở Vĩnh Phúc với khoảng 500 khách mời. Vì trời mưa, cô dâu không thực hiện được màn đáp khinh khí cầu xuống sân khấu như dự định. Tường tạm dừng dẫn các chương trình hẹn hò. Nghệ sĩ Cát Tường có hơn 6 năm gắn bó với các chương trình hẹn hò như Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Kép đuôi thần tốc, Chân ái, vân vân. Với vai trò MC, những nghệ sĩ đã xe duyên cho hơn 500 cặp tình nhân qua các chương trình hẹn hò. Bằng lối dẫn rất duyên dáng, hài hước, thu hút và hiểu tâm lý, nên Cát Tường được khán giả yêu thích và đón xem. Tuy nhiên, Cát Tường cho biết chị tạm dừng làm MC các chương trình hẹn hò để tập trung thời gian cho việc diễn xuất. Chị cho biết thêm, các tường muốn tạm dừng công việc này để hít thở và thêm năng lượng mới cho bản thân và biết đâu được khi có cơ hội quay trở lại ở một chương trình hẹn hò nào đó trong tương lai thì tôi sẽ có được phong thái tươi mới hơn thì sao. Thông tin vừa rồi cũng kết lại chương trình ngày 8 tháng 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.